cuộc thi tuyển lựa giọng ca cải lương Úc Trong Award nhằm mục đích tìm kiếm những giọng ca cải lương để góp phần phục hưng nghệ thuật truyền thống. Giải thưởng Úc Trong Award lần đầu tiên được tổ chức trên không gian mạng, rất phấn khích khi chọn được những viên ngọc thô trong nghệ thuật cải lương. Nguồn tài nguyên dồi dào này nếu được gọt giũa đúng mức sẽ hứa hẹn một tương lai sáng lạng cho cải lương hoàn. Tất cả các thí sinh của vòng chung kết 1 chính thức được mời gia nhập Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và cũng chính thức được mời cộng tác với công ty sân khấu Nam Bộ với tư cách học viên hoàn toàn miễn phí. Các bạn sẽ được tham gia khóa học đào tạo diễn viên sân khấu ngắn hạn với các môn kỹ năng hát cùng nghệ sĩ Linh Huyền, kỹ thuật biểu diễn cùng đạo diễn Minh Ngọc, tiếng nói sân khấu cùng nghệ sĩ Thanh Hằng, vũ đạo sân khấu cùng nghệ sĩ Bạch Long, hóa trang sân khấu cùng nghệ sĩ Thùy Trang. Những bạn được nhận vào sân khấu Nam Bộ sẽ được phân vai tập tuồng ngay sau khi cuộc thi kết thúc. Riêng 3 thí sinh nhỏ tuổi đoạt giải khuyến cổ Nhi Đồng Ca sẽ được nhận học bổng của nguồn quỹ phát triển nghệ thuật truyền thống. Giải nhất 500.000 đồng trên 1 tháng, giải nhì 300.000 đồng trên 1 tháng, giải ba 200.000 đồng trên 1 tháng. Học bổng được tính từ khi các em nhận thưởng và áp dụng hàng tháng đến khi các em đủ 18 tuổi.